Thưa quý vị, về Thái Nguyên những ngày này, trên khắp các ngả đường rực bóng cờ hoa chào mừng 75 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Với người dân Thái Nguyên, đó còn là một mốc son lịch sử chói lọi, đánh dấu sự ra đời của chính quyền cách mạng Thái Nguyên lâm thời. Lớp lớp các thế hệ người Thái Nguyên hôm nay vẫn không khỏi bồi hồi nhắc nhớ cho nhau về nguồn cội, về giá trị của hòa bình, về lịch sử hào hùng của quê hương đất nước. 75 năm trước, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ huy các đơn vị giải phóng có sự tham gia của quân đồng minh bao vây tấn công quân Nhật giải phóng thị xã Thái Nguyên, tạo uy thế cao trào trong cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Chiều ngày 20 tháng 8 năm 1945, đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh đã tham gia cuộc meeting lớn tại sân vận động thị xã Thái Nguyên. Tại đây, Ủy ban khởi nghĩa đã chính thức tuyên bố xóa bỏ bộ máy chính quyền của địch và thành lập Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên. Sự kiện xóa bỏ chính quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng ngày 20 tháng 8 năm 1945 đã khẳng định Thái Nguyên là một trong những tỉnh sớm giành được chính quyền trong cả nước, mở ra một thời kỳ mới trên chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Qua đó, càng củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác trong cuộc trường chinh ái quốc của dân tộc. 75 năm đã trôi qua, kể từ thời điểm lịch sử hào hùng đó, mảnh đất và con người Thái Nguyên hôm nay đang vững bước đi lên trên con đường phát triển và hội nhập với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, sau hơn 30 năm đổi mới và gần 25 năm tái lập, tỉnh Thái Nguyên đã vươn mình trở thành tỉnh phát triển nhanh, nhiều chỉ tiêu đứng đầu trong khu vực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được coi trọng. Phát huy tinh thần cách mạng từ 75 năm về trước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thái Nguyên đã và đang chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. Đây chính là những thành tựu quan trọng giúp Thái Nguyên vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. Truyền thống quý báu ấy chính là động lực để các thế hệ trẻ của Thái Nguyên ngày hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập tu dưỡng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Kỷ niệm 75 năm thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh từ nhân dân, truyền thống vùng đất chiến khu cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thái Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.